Anh bảo là một thoát thân đang lên giá đấy, à. cao rơi vào 2,5 m, thừa nhận từ 2,2 m, vành gốc 19, trà lớn buổi lớn 19, Củ đâu có đo của củ đo được thì đéo nữa, mày thích đo kiểu gì mày đo được thì mày đo. Thoát thân gần 60, 58, 59. Con ở chỗ kia mới đẹp, con này cũng đẹp này. không bán Ôi, bố mày toàn bán cái hàng. Hai con này là một đôi, đúng ý nhau không phải đo. đúng ít hơn nhau. Vành cũng 19, 20. Cao cây cũng từ 2,2 m. Vành 19. Vành 19. Vành thân chỗ này được 16 à? Hơn 16 đấy. 16 đấy. Ui 14 rồi, thằng xé rách. Thoát được 60. Nhiều con đẹp thì đéo bán. Bố cái thằng hấp hơi. Lại lui đến cụ thì mẹ mày lúc ấy 100 triệu thì khách nào mua. Bưởi biếc này, ai đéo có quả ổi nào. À đây. Nhưng mà giỏi lắm. Mẹ biết ngay mà. Toàn bẫy mình. Toàn bẫy mình bằng quả, những cậu quả ổi giỏi. Cũng đơn này. Hôm nọ ông khách ở trên Hà Nội ông về ông xịt hai cây này ông bảo mua mà. Đã cuối năm rồi, ui xa ba này, ui xịt toàn 2,20 m. Cái hàng này không nên chậu đi. Con này em bán này. Đấy, cũng thế. Đấy, hai lại bán này. Cũng vanh 19, 20. Vanh hơn, vanh 20 hơn đi. Thử đo con này em nào. Đấy, sao con này, sao nào. Con này thoát thấp. Mà như chổi rẻ cùn. Con kia hơn 20 kìa. Hơn hai cái thằng bố mày nhìn thế này. Không, đang bảo là thoát thì nói làm gì, thoát trên 50. Mà đo gốc thì kìa, đo vanh thì kìa. Vanh, đo vanh đi. Vanh 20. Cứ đo đi. Có thực mới vực được đạo. Đấy, vanh 21. Ngay mà. Còn đo còn cách gốc đấy. Thoát gốc của to nữa. Tìm con nào đẹp đẹp làm thương hiệu cái. Mẹ mày toàn bán cái hàng giữ lại. Thoát đẹp nhỉ. Con này cũng đẹp, vanh 20. Hết hai con này nữa. Ui, toàn vanh 20 thôi. Ui con sa ba chổi rẻ cùn ấy thì lượn đi lúc nào tán to rồi bán. Con này chổi rẻ cùn không ạ? Nhưng mà bán thì cũng được. Chổi rẻ cùn thì cũng 15 rồi đấy. Thì ai bảo là cái thân không đẹp đâu, thân rất đẹp. Cái thân rất đẹp nhưng mà tán đéo chịu nuôi đi. Không cho nên chậu mà uốn vào. Thoát thẳng tưng. Thoát đo thoát thế nào. Mét. Tôi đo đi, có thực với vực được đạo. Nói chung là cái tán này phải làm lại. Con này dựng lên ốp vào thì ui thước cong không? Cong cái cục cứt. Cũng 1 m thật. Hơn mét. Con này thân thì không nói làm gì, mày dựng cái thân lại, lấy cái tay dựng cái thân lại cho khán giả xem, lấy thay tay cơ mà, kéo đấy. Đấy. Vành lúc đấy bao nhiêu nhỉ? 16. 16. Đứng im đấy. Mỗi tội là cái tán nó hơi chổi rẻ cùn nên tôi không muốn bán. Con này nên chậu thì uốn thì đẹp. Đấy. Giờ đang mùa hồng thì gì phải bán con này bây giờ. Tôi việc gì thôi. Đi. Ra chụp con. Đây còn cái hồng này. Hồng đéo gì nữa? Còn con tảo. À ừ đúng rồi.